Lan xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Lan tiếp tục chia sẻ một món rất là quen thuộc, đó là bánh bò xốp, bánh bò ghẻ tre, bánh bò bông. Rất là mềm mại luôn. Mềm mà xốp, đang đè xuống nè. Phía sau nó như thế này. Đó, rất ngon luôn. Để Lan mở ra nha. Mở ra. Ở bên trong nó dai, mềm mại, xốp, thơm, mùi lá dứa, nước cốt dừa, ngon lắm. Nếu như cô chú anh chị em và các bạn có thấy thích thì hãy vào bếp cùng làm chung với Lan cái món bánh bò bông, bánh bò xốp, bánh bò ghẻ tre. Để làm ra được những chiếc bánh bò thơm ngon, dễ làm, màu sắc đẹp, có rất là nhiều ghẻ tre thì ở đây Lan có những cái thành phần nguyên liệu như là bột năng, bột gạo, lá dứa, nước lạnh, nước cốt dừa, đường và muối và men nở. Hôm nay Lan sẽ không sử dụng bột nổi, Lan sẽ xài bằng men nở, không xài cơm rượu luôn. Mà cách làm này rất là đơn giản. Giờ trước hết Lan sẽ đem cái phần lá dứa mình đem đi sắc nhỏ ra. Đây là cái phần lá dứa Lan đã cắt nhuyễn ra rồi. Lan lấy là 6 đến 7 lá dứa dài mà nó đậm, nó mới có cái màu nó đẹp. Còn cái màu mà vợt vợt thì nó sẽ ra cái màu lá dứa vợt. Nguyễn sao thơm là được rồi hết các bạn. Lan cho vào đây là 200ml nước lạnh. Sau đó mình xay nhuyễn ra. Mình lấy cái máy nhỏ như gì thì mình xay nó dễ hơn. Bạn nào không có thì mình sử dụng máy sinh tố. Lá dứa thì Lan cũng đã xay xong rồi. Bây giờ Lan sẽ pha cái phần nước để mình đổ vô cái bột. Lan cho vào đây 1/8 muỗng cà phê muối, 80g đường, nước cốt dừa 100ml, nước cốt lá dứa 200ml. Lan khuấy cho nó tan ra. Trong cái thời gian này, nếu như bạn nào ở nhà có microwave, mình bỏ vô mình bấm 30 giây. Còn không thì mình bỏ lên bếp, mình nấu cho nó tan đường. Còn trường hợp của Lan thì Lan lấy cái tô, Lan để cái ly này vô, Lan nấu một bình nước sôi, Lan bỏ vào trong cái tô này. Mình sẽ làm cho nó tan đường và cái sữa với nước cốt dừa. Lan nói lộn, nước cốt dừa với lá dứa, cho nó tan ra, nó ấm ấm, cho nó tan, nó ấm ấm giống như là cái nhiệt độ mà mình khuấy sữa cho em bé uống á. Lan quậy mới có 5-6 giây mà bây giờ nó tan, sắp sửa tan đường rồi. Rồi tiếp tục mình khuấy cho nó tan mà nó ấm ấm là được nha các bạn. Tiếp theo nha các bạn, Lan xé một cái tô. Bây giờ bắt đầu Lan mới cho cái bột nở vào, là bột nổi á, men nở chứ. Đây nó như thế này, men nở nhanh. Bỏ cái này vào thì nó sẽ ra cái ghẻ tre. Nửa muỗng cà phê. Sau đó cái phần nước cốt dừa với lá dứa hồi nãy Lan đem đi làm cho nó nóng á, đường á, bây giờ Lan đổ vô phân nửa. Phân nửa thôi nha các bạn. Rồi quậy lên. Sau đó bắt đầu mình cho bột vô luôn. Hôm nay cái trọng lượng ngày hôm nay Lan sử dụng là 180 bột gạo, 80g, 180g bột gạo, 20g bột năng. Quậy lên. Đây là cái công thức rất là đơn giản, dễ nhớ. Ra được khoảng 10 đến 12 cái bánh. Bánh bò, nếu như bạn nào muốn ăn nhiều hơn thì mình cộng cái lượng liều lượng này lên gấp đôi, gấp 3, gấp 4 lần. Còn như Lan có một mình hên Lan ăn thì Lan làm cho nó vừa đủ thôi. Đó, mình quậy nó lên. Rồi bây giờ quậy á thì nó sẽ nổi mà nó không có ghẻ tre. Rồi bây giờ Lan muốn cho nó có ghẻ tre. Mà Lan nó lỏng rồi mình đâu có nhồi được. Lan lấy cái máy đánh trứng nè. Đánh lên. Đánh với tốc độ nhỏ nhất thôi, số 1. Mình đánh lên khoảng 5 phút.
Sau 5 phút thì Lan sẽ nấu tiếp nha. Đó, mình đánh lên nó rất là đẹp ha, đâu cần phải nhồi đâu. Mà quậy thì nó lỏng, nó không có đủ cái ghế tre, nó chỉ xốp phồng lên thôi. Còn mình muốn có ghế tre mà thì phải đánh. Sau khi Lan đánh 5 phút rồi, nó như thế này. Nó dẻo dẻo, nó chảy xuống nước nè, nó đều, nó không có đứt đoạn nha. Rồi, kế đến là cái phần nước hồi nãy còn dư nè, cho vào hết. Sau đó mình quậy đều tan lên. Rồi muốn cho nó hấp ra mà nó bóng, nó mượt hơn nữa thì ở đây Lan cho một muỗng canh dầu ăn vào. Một muỗng canh thôi nha các bạn. Rồi quậy đều tan lên. Sau đó mình kiếm cái bọc hay là cái nắp nồi hay là cái dĩa đậy lại. Mình để dưới cái nhiệt độ trong nhà, độ phòng cho nó ấm ấm mát mát. 2 tiếng đồng hồ sau Lan sẽ trở lại. Thì hôm nay cái phần bánh bò này làm là mình không có ủ 2 lần nha các bạn, chỉ ủ một lần thôi, 2 tiếng. Nếu như bạn nào mà muốn cho nó không có cái ghế tre á thì 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là mình đổ cũng được. Còn như Lan, Lan muốn cho nó có ghế tre, Lan sẽ để luôn tới 2 tiếng. Rồi, đậy lại. 2 tiếng sau Lan trở lại. Bột sau khi Lan ủ 2 tiếng đồng hồ, nó nở lên, nó đầy như thế này. Chút xíu nữa là nó tràn ra ngoài luôn. Rồi bây giờ mình lấy đồ mình quậy. Quậy đại lên đi, quậy cho nó xẹp xuống. Cho nó xẹp hết cái bọt khí này thì nó mới nhiều ghế tre. Đó, quậy nó xẹp xuống nè, xẹp hết trơn rồi. Rồi bỏ qua một bên. Sau đó mình lấy cái khuôn. Hôm nay Lan sẽ hấp bằng cái những cái chung này, nhỏ nhỏ như thế này. Nếu như bạn nào mà có cái chung lớn hơn hoặc nhỏ hơn, tùy theo mình làm thế kiểu nha. Ở đây Lan cho một ít dầu vào, rồi Lan quết mỗi cái luôn. Khi mà mình hấp ra nó chín rồi, lấy ra rất là dễ. Rồi bây giờ Lan đợi cho nước sôi, sau đó Lan sẽ đổ bột vào. Cuối cùng thì Lan bắt cái nồi nước sôi lên, Lan cho mấy cái khuôn vào cho nó nóng khoảng 3 phút. Bây giờ Lan sẽ đổ bột vào. Lan có cái này, anh chị và các bạn nhớ giùm Lan chỗ này, lưu ý chỗ này. Là mình đổ bột vào, sau đó cái thời gian, cái khuôn, cái chén nước tương thì 15 phút với cái lửa mạnh. Mình sẽ đậy nắp lại bằng nắp nhôm. Thì trong vòng 5 phút mình dỡ ra và lau cái nắp, đậy lại. Mình không lau cái nắp thì cái giọt mồ hôi nó gớt xuống, làm cho cái bánh mình nó không đẹp nữa. Thì hồi nãy giờ mình đã làm công kỹ đã làm rồi, đến cái phút cuối thì mình cẩn thận chút xíu. Rồi bây giờ Lan đổ bột vào. Mỗi một chung vậy mình đổ khoảng 8 phần chén. Nếu như bạn nào mà hấp cái sửng mà bằng tre á, thì mình không cần phải lo là mình phải lau cái nắp nồi. Còn như hôm nay là Lan sử dụng bằng cái nắp nhôm, cho nên là Lan phải lau cái nắp trong vòng 5 phút. Còn bạn nào kỹ hơn nữa thì mình lấy cái khăn mình che lại, đều được hết. Rồi 15 phút sau Lan sẽ dỡ bánh ra. Sau 15 phút Lan sẽ dỡ ra. Rồi, bánh bò của Lan đã chín rồi, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình để cho nó nguội rồi Lan sẽ gỡ ra cho các bạn xem nha. Bánh Lan cũng đã lấy ra rồi, để nguội. Và Lan cũng gỡ ra, nó như thế này. Mình lấy cái tay nhẹ nhẹ ra là nó cũng đã ra rồi. Đó. Rất là dễ lấy luôn, không có dính vào cái chén. Giờ Lan xé ra nha, coi bên trong nó như thế nào. Ở sau lưng nó như thế này, rất là nhiều bắp bồ. Ngon ha, nở to, nhiều bọt khí. Món này thì mình chấm với nước cốt dừa ăn cũng rất là ngon.
Nàng sẽ chấm thử vô nước cốt dừa luôn, ăn luôn. Rất là ngon luôn cô chú anh chị em và các bạn ơi. Nếu như thấy có thích thì hãy làm món này và với công thức này cho cả nhà mình ăn. Ngày mới Lan chúc cho cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn có những món ăn ngon và mạnh khỏe. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của Lan rất nhiều. Lan tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.